sẽ là một người mà tâm trạng mà ok muốn chặt cái tay ra có thử khó thử ăn ngon không. Nửa chó mẹ mà thằng tự biết đi về tự dọn rồi khỏe cái nữa mình à. Chó nhà em là về đá cái á. Mới em thấy hắn không biết hắn đúng không? Kiểu mình đã mình phải gì cái đau hẳn á trời đau cái ở đây dưới ở đây dưới nha vừa ngay môi mới xong á hẳn yêu bay á là giống như bị đập chập á răng quen phải đập thời gian đâu ờ không thời gian đâu đập rồi chứ mua đập ra chập hẳn mà biết lần chứ làm chỉ có chuyện mà lại cái quẹ xong đó cái đuôi hẳn ra vứt lên chùa nữa mà chạy ra mà có không có mô nó đủ rồi là căng về máu đi nữa có ngay đó chứ con nhỏ chứ mà bữa măng lớn lớn nữa đó không hẳn lớn đó trở ra gì lớn à, đó à rồi đây coi chân qua chân một một ngày em thấy mới xào đồ thớ măng chọi bên mới rối á em không có đeo gì ngay nha đồ có đeo
ngay một quả nhà họ ý ba họ quả nhà mình sửa như quỷ đó. Chờ chứ mà chặt cái máy đâu con quá. Quá sửa. Thế bữa phải không em? Chọn họ luôn chọn sẵn chọn thằng cổ gạt thằng lệt vốn chỗ đứng mướn ở giữa thằng nằm thở rồi chặt chết về ai mà thấy cắn rồi lạnh thổ lạnh thổ ạ. Không gì gì gần nhất gì gần hết gì chỗ rồi ở park á Gracias.
ăn gương hơn. Nghe chú Khạc đi hẳn cái Huế tí. Xin ra chú Khạc mà. Xin ra Huế luôn. Ba mẹ chuyện không nữa. Thì kiểu ba mẹ hẳn chuyện nhóm chuyện cũng đạt đấy. Chỉ là mẹ ra đây phải gửi qua đi à? Như được. Thế ba mẹ người Huế hết má. Giờ vô Đà Lạt làm ăn thôi. Thiên ở lâu quá. Chắc đi thì chứ không thể nói là dòng Huế mà kêu ta đúng không? Chị Hằng ấy, chị Hằng nói dòng Huế thôi. Đợi cho hết mưa. Đợi cho hết mưa. Ngày mốt. Thì ngay phủ đốt đó. Ngay dòng dẹp phục vụ phục đốt đó. Không đợi chị vừa về ra mưa đó. Ở đó có thị sơn. Em đi ra mưa đôi mưa. Em đi ra mưa đôi mưa. Chị chạy lên đây mà. Ba mươi phút là chạy chậm á, còn mà chạy mà tốc độ cỡ 15 phút á. Em nói 15 thì hơi nhanh, cỡ 20 phút là đi vừa. Bởi để em thấy những viên mà làm điểm sáng thành chạy xe gì sợ hết. Vèo nói chung là có ngoại hình là được, còn có đào tạo lại hết. Thì chị thấy đứa mô có ngoại hình bỏ đằng giàu lắm, hàng làm đủ tiền chơi nữa mà chẳng làm cho vui gì nữa. Đi làm để có công việc làm đó chứ, mà điều mà làm đúng cái đà rồi á, ai mà giỏi rồi là giàu lắm. Nếu mà tính chi công việc bán hàng á, là bọn này là sao biết được. Hơn là trong này phức tạp lắm. Điều mà mới ra trường á, gọi là mới ra đời á, là vô làm điều xanh là trải hết sự đời luôn. Vô trong này là trải hết sự đời luôn. Cái chuyện chi có thể gặp được vậy đó. Cái tên em rồi đó.
Em giọng tơ dài trắng đó. Vui nói với mà một số ít thôi, con nói chung mặt bằng chung thấy hàng vui. Nếu có cái mà vô vì không mình không làm cố định một chỗ á, mình làm chỗ này xong nhảy qua sổ tế thế để mà làm thời gian dài á, là đi nhiều chỗ. Hãy nghỉ đấy à? Cậu này làm lâu thôi, cậu không có năng lực. Làm lâu làm thôi, F1 mà, làm thôi đâu. Không có năng lực á. Cái người nhiều cái thằng mới lên mà sao mới giống kiểu làm xếp cậu lắm á. Ngoại cậu phải nghe. Rồi cậu này bị nhiều phụt rồi, ghê mẹ con mày có biết gì á. Như con bỏ đi lắm á, vô chịu không nổi. Có mua về dù gì sợ. Trường bằng cống á, trường nữa là trường cùng thì nói chung là hẳn á, trường bằng cống mà trường ở trên Huế á, trường bằng cống đó. Bằng cống là nửa cống á, chứ không tư là tư luôn ý. Không có trường nào là bằng cống á. Nó là ở trên mới như trường nữa mình đến con này vâng. Trường thầy đi học thế mà thầy đi học mà nghe được một trường đạo là anh sợ kiểu thầy ở thằng này đi chắc đi này con á, tất nhiên là còn một vài đứa không biết lý do chi đó học giỏi lắm mà không biết răng vô trường trường đạo ấy mà đi học thêm á, mà bữa em còn đi học thêm lập lý nữa nha, mà trong đó là ai kìa Nguyễn Huy Quốc học đồ đó. Mà cậu học trường nào á? Mà thầy hỏi hỏi tên người học trường thì trường gì á? Họ hỏi ngang em hỏi không em vui xuống nghe là tôi quê quê rồi đủ con hỏi học trường gì á? Mà học trường nào á? Không nhận gọi những giải đi phim hả? Nên là em bất ngờ luôn á, mấy cái này mấy thầy cũng chọc vui thế, mà bữa sau thầy phải gọi hẳn đó, từ lớp đóng lên thầy gọi tiêm sổ thoại gọi luôn, xin lỗi xin lỗi thầy biết rồi, thầy biết mà kiểu thầy học bình thường mà nhân con từ thầy từ tí á mà học giỏi lắm. Em học lập sinh là bữa em học sinh thi đại học đây, thầy này cũng dễ sợ hơn đấy, em thi của A của B á, mà bữa em đâu có đồng ý đó không bạn em phải học sao biết được không. Mà bữa em vô là hai thằng nổi tiếng, anh thằng mà nổi tiếng nhất á, anh cái già mắng luôn mà ở Huế nó nổi tiếng lắm mà làm điểm sáng Hà Nội á, mà bữa
bữa nay sinh nhật nè. Không cùng rửa mà đẹp trai mà nhìn là ngoài lắm bị cái đếm không? Mà vô nói chuyện đi. À đó. Hai đứa đếm quỷ đúng không? Quỷ bố. Vừa sinh nhật em á, ngô sạc em á nè. Nói em. Mà em có biểu không? Mà kiểu anh chi quỷ. Thiên á. Má này giỏi lắm. Giỏi. Má hàng là thôi, bẹt luôn, xe lớn luôn á. Mấy đẹp trai thiệt, trai. Đẹp trai mà có quăng mặt. Điều hẳn mến kiểu bị em à. Mà đợt này nhào hẳn lên anh sẽ nhận anh được vô ngô sạch bên cạnh luôn. Mở bia liên tục. Mở bia em ngọc sợ đó. Sợ luôn á. Mà đi karaoke chuẩn bị bán đồ đó. Sợ rồi. Để mua anh về dễ thuyền anh hỗ trợ anh bạn cho đồ đó. Sợ quá lơ. Không mà nhìn mà tối mà ngồi nhiệt tình lắm. Thế nhưng mà dù á. Thì giọng như lúc đó mới nghe nhìn là mình biết rồi mà bữa em bảo là em được Hà Nội mà bữa em biết trái BBD rồi. Mà bữa đi nhậu thấy mà sao cái này mới bị bầu luôn. Mình vui nghe. Không anh nói đợi chứ. Một khui lần. Anh đẹp trai lắm. Dâu nè. Mà bình thường á. Chị Thảo đang đợi một cơ hội. Anh nhật lên. Nói có xem sẽ cho chị Thảo một cơ hội đấy. Mày xin vợ. Mày xin vợ đi. Vợ. Cho em lại tên vợ này được không? Vợ. Thái Thảo đúng bố Thảo lắm. Thì bao nhiêu phải chứ không ai biết được cái
tên á. Là cái sổ ra thì cái thẻ cái á đâu mà để đến đâu đó lại con bên mô của sổ. Mà chúng mới thấy cái tên số 6 thì có đéo lắm đi. Còn nó hiện được một kiểu rồi, xong tại lượt mình cái chiều. Thu tên tuổi quá. Thảo thì thu. Thì thu. Tên gì? Chỗ trong anh muốn học dược càng đời đây. Con dược xì rồi nhé. Dạ. Mà tìm thuộc đó má. Thì hẳn có thêm
cái môi nghe thấy sửa cửa sổng lên mà người mong sống này cái mong có người mà đúng hay á phải mười vụ này cả mười mới có cái vụ mà hả như thường ăn mình á mà phải hai ba vụ lần phải nhiều thì mà họ nói là kiểu hết sức thôi á còn lại nhảy ra chạm mà khi chưa mà nhảy ra thì chỉ cỡ 50-60% mét còn mấy cái tế nhảy ra chắc chắn chịu lắm khi mới làm xong ở dưới á đã về đô dâm đô tầm đô dưới á nhảy xuống cuối đó thôi xác định lắm vô miệng bơi là cũng nạt nạt người Ủa tôi mua nữa. Đấy, chúng ta những khi nhà nhà biết thôi. Một.
nếu mà có cái chí nếu mà chết não á là phải uống thuốc ngủ nữa. Để ngủ thôi, phải ngủ thì em ngủ nữa, em không ngủ thôi. Thì cái nào thì người mình mới có cái thì người mình á, mà khi mới có cái chí là mình bị giật á, bị giật chán á. Đi đi tôi trong mực á mà cái sàn vô một rài hóa không mình nén rồi đó bố mình chạy thai vào trong luôn à bố bỏ một kim để đuối như vậy vì nhiều khi không nhiều cảnh hóa không em á để đi là một cái khoa tưới con để chị thấy mà đứa đi tàu tin đâu rồi nhà rài nén về để đi ra lại nhiều cái hóa đâu mà còn cảm đấy chết rồi còn cảm vãi rồi là tổ đang ngủ thường ngủ trà chứ đi. Đi sốc à? Nếu em uống thứ thì cái thường ngủ có quả liệu là sẽ đi sốc phụ, sốc phẳng về. Là chui con nó rồi sao? Đó, thì em phải bảo cắt đường thì có khi nhiều như thế. Rửa á, đục tháng nữa là con già má hơn chị ngủ nè, chị mấy chị nước nè. Mà ngủ mà, ngủ. Rồi bị cục cực chứ nè, mới phim thì là cái sạc xấu rồi em. Mấy chi còn chết rồi chi, còn việc thầy sạc chi không á. Cái kia mà thằng cục làm chi chẳng mình cùng thử để ra đây nó người nha chi chỉ được sống cho bên cơm sở. À để lại gọi đi nè. Bên cơm sở. Gọi đi không hả? Chỗ này em chọi em bên thịt. Được mua hè. Việt Nam mới nói chuyện đấy. Cái chuyện vừa rồi là họ cái chuyện mà chết là vì tầm. Bày rồi. Tha mình à, chứ đó nếu mà dù mình còn muốn từ từ đi là mình chết ráng tròn vinh quang luôn đó đi cộng hiến mô đi đi cộng hiến cho tổ quốc đô nữa đi à, đi hiện tại đô đó không đi hiện 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 sạc luôn. Thank you.
Mì ở bên chỗ em bên nào mà em bên lên của chọn cái hàng ăn cất của hắn không? Cái gì đó? Nhiều không chọn ăn cất. Ăn cất của hắn vậy đó. Mà anh trò sẽ xẻ là mau đi lắm. Nhìn trong bữa anh trò sẽ đợi đi. Thì cái anh tính à. Vì mày bị mày bình vật á. Là bạn em nuôi không rồi phải nhận mất đời luôn đi đời luôn đi đời luôn không thì ý là từ khi lâu chưa là rửa rồi tâm linh đã kỳ thì tâm linh đã nhiều lần bỏ rồi mặc định là tâm linh rửa tận cho ba có về mất đi ghê đó mấy chế tại sợ đó lương hả ghê đó. Gracias.
ai à. Còn nữa luôn à? Đủ là anh từ trong cái nữa là có ghi được luôn, là chị giới thiệu đang rửa luôn. Mà mày tính ra là cũng có nhiều người là chắc có nhiều người là chắc cũng chị đâu có gì cũng cách tâm linh à. Xung quanh nhân viên đó, nhân viên chỗ bên bên đó hàng ngày hàng sớ nghe buông lương cả năm, định đã lương buông lương cả năm cao hơn mình nữa nhá. Mình có phải thả con ngồi bên ấy? Ờ thì mình không điêu chứ con là điêu. Xíu đi, phải thả con mình không ngồi bên có bao nhiêu? Có cũng nhiều. Có cũng thả hai lần. Đây có bố đấy nha. À biết phải được. Ồ, kia cái. Mà nghe sờ vãi. Bụng gì đấy là hoang vu mà đấy mấy ruộng mang làm lưng lưng đồ đất lưng lưng lắm té ruộng không đủ gì mà ngày nãy mở lại đếm em tiếng sải của năm mở mắt ra thành năm chủ về em mới thấy sơ vãi ra chạy lên thấy có một đèn bay cũng mừng ấy, mà nằm ngủ thấy yên tâm sợ nằm ngủ đóng người á cảm giác yên tâm tiếp tiên xoay quá thấy năm chủ về chắc thấy con sơ bây giờ thôi bố như khi lần lần này cái kiếm tiền ấy sống lâu đấy. Cái kiếm tiền á, cái nhóm bên bên đấy, cái kiếm tiền ấy dễ sống. Trên thân bụng như cái hàng nóng, nóng quá. Mình nóng á, mình tự cái vô mới phải làm. Như thế nào có trụng cái chiếc đấy nghe. Trời ơi. Gọi là ba nghe là có như ba mẹ nhí á. Ừ.
trong cái nhà trên cổng nhân viên đúng. Em của chị ta. Mà sao mà nở lại? Ở chỗ nhân viên là không có nhân viên trúng hay trong nhà thôi. Cái bóc này thấy ngầu nhiên mà. Hên xuôi thôi. Chà, lấy gặp anh trưởng cái sành bên bên nữa. Trưởng cái sành bên nữa. Anh mặc bé lên đấy. Anh em nữa. Thằng anh chơi ngoài bé em. Quay lên cho mày nè. Úi trời. Anh em cũng mẹ gì sao. Quay lên nguyên cả hồi quái lắm. Không hạt với anh Duy hàng hạt cũng chắc cũng được. Mới mua phải lấy hạt để hàng hàng hạt lên. Tự hạc được ba đó mày. Không, tự ngọc. Không, làm cười chị Ngọc đóng quá. Đóng rồi. Thì anh cho anh tưởng anh tự xấu quá. Tự xấu mà đòi bên đi hết bang á. Dưới này mưa to rồi đó. Mấy em thấy mỗi lần gì là mưa tổ gì sơ. Đến mình là thấy nặng ra rồi giờ là mưa to nhà má. Mà chạy gì nữa mà lên Huế mà không mặc quần mưa phải đô lên. Yeah, to make a map and mark, I don't tell a map, huh?